Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay em xin phép lên giao lưu với tất cả các bạn quý chị một cốc cây để chuột của thạch của Tây Nguyên Gia Lai. Đấy, cốc cây này toàn phần thì nó là nguyên sinh. Em xin mày đến để lộ chất cho quý chị nhé. Nếu quý chị quan tâm hợp nhắn thì vui lòng hệ giúp em có sổ Zalo 0993 56 015 quý chị nhé. Giờ em sẽ đo kích thước cân nặng chiều cao cho quý chị cùng xem. Chiều cao của tác phẩm này là có cao là 42, bề ngang là 26 có chị ạ. Đấy, nặng là khoảng 14 ký rưỡi. Đấy, có thông đèn quý chị nhé, có bắt đèn màu xanh. Đấy, lâu lâu mới có được viên xanh quý chị nhé, của hóa thạch màu xanh. Đấy, màu xanh là cây rất là độc lạ. Đấy, đây là lần đầu tiên được gặp đó quý chị ạ. Đây, cái rễ chột của cốc cây quý chị nhá. Đấy, quý chị có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ với em qua số Zalo 0903 56 015 nha quý chị nhá. Bảo rất là đẹp luôn đó quý chị ạ. Đấy, một tác phẩm tự nhiên, thiên nhiên. Đấy, nó có da sần sùi rất là đẹp, đẹp mắt đấy quý chị ạ. Đấy, cái này để trưng thì quá là tuyệt vời luôn nhé quý chị nhé. Hàng còn nguyên bản nhé quý chị. Đấy, hàng còn nguyên bản luôn. Đấy, chị ạ. Đó, quý chị nào có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ với em nhé. Đấy, quá đẹp. Ăn đèn nhé, màu xanh, màu xanh ấy, màu nâu nhé quý chị. Quý chị có chốt thì có nhu cầu làm đế thì em sẽ làm thêm quả đế cho quý chị luôn. Đấy, nhé quý chị nhé. Một tác phẩm rất là đẹp, hàng tự nhiên, của hóa thạch tự nhiên đấy quý chị nhé. Dây gỗ đã hóa thạch của hóa ngọc quý chị ạ, của hóa ngọc màu xanh quý chị ạ. Đấy, màu này rất là độc lạ, lâu đây là lần đầu tiên được gặp luôn quý chị ạ. Đấy, lần đầu tiên em được thấy cái gỗ hóa thạch màu xanh đẹp như vậy. Cái này là rễ chột của cây ấy, quý chị nhé, rễ chột của cốc cây. Để em quay rõ trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đấy, rồi ok, giờ em sẽ kết thúc video từ đây quý chị nhé. Hãy quý chị xem video thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để em có những cập nhật những video mới, không có tác phẩm độc lạ lên giao lưu với tất cả mọi người nhé. Bây giờ em sẽ xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.